một khu dân cư ở ngoại ô thủ đô washington vào thời điểm này hầu hết các gia đình đều ở nhà để phòng chống sự lây lan của virus corona hôm nay gia đình adam payman lại đón những người bạn nhỏ tới chơi trong thời gian cách ly như thế này thì adam luôn dành nhiều thời gian hơn cho lũ trẻ giúp chúng hoàn thiện những bài tập ở nhà thay vì đi cà phê hay tụ tập với bạn bè vào buổi tối đặc biệt là trong dịp cuối tuần Việc tự giam mình trong nhà nhiều ngày có thể dẫn tới sự bức bối, mệt mỏi, nhưng Adam tìm cách suy nghĩ về những mặt tích cực hơn. Dịch bệnh này lại cho chúng ta cơ hội tốt để kết nối lại với những người thân trong gia đình hay với những người bạn mà có thể chúng ta đã mất liên lạc từ lâu. Mà thật ra thì cũng không phải hoàn toàn không được phép ra đường. Chúng tôi vẫn có thể tìm tới các khu công viên để đi dạo. Nhưng dù thế nào, thì tôi nghĩ vì lợi ích của tiểu bang, của đất nước, tất cả mọi người nên tuân thủ nghiêm túc kế hoạch giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa mọi người để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Tất nhiên, cũng như phần lớn các gia đình, không ai có thể tự ra mình trong nhà hàng tháng trời để cách ly phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Gia đình Adam cũng thường tìm tới những khu công viên rộng lớn quanh nhà để thư giãn. Do mật độ dân cư thấp, diện tích công viên bao quanh khu German Town lại rất lớn, nên ngoài các trung tâm thể thao nằm trong các công viên này là ngừng hoạt động thì những không gian thoáng đãng ngoài trời vẫn được mở cửa phục vụ cộng đồng cư dân ở đây trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay mình đi ra ngoài thì mình phải căn những cái lúc mà ít người chẳng hạn như là đi shopping nhà mình rất hay đi vào đêm khuya bây giờ là nhu cú đêm vậy <laughs> à, hoạt động vào ban đêm thì uh, các cái uh, supermarket sẽ có ít người hơn rất là nhiều mà kể cả đi ra công viên cũng vậy thì những cái lúc thời tiết đẹp thì mình sẽ áng chừng là ok thời tiết đẹp như thế này chắc chắn sẽ rất là đông người thì mình để cho người ta đi dần đi vài vài tiếng sau thì vợ chồng mình mới đi hiện tại lệnh hạn chế ra đường ở khu vực thủ đô washington dc và hai tiểu bang lân cận là maryland và virginia dự kiến sẽ còn tiếp tục duy trì trong những tuần tới đây khi dịch bệnh do virus corona vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp tại mỹ và đối với những gia đình như adam và emily payman thì tuy rằng cuộc sống trong thời gian này có phần buồn tẻ khi gần như mọi giao tiếp xã hội thường ngày đều bị hạn chế đến mức tối đa nhưng đây cũng là một dịp tốt để cả hai có cơ hội dành cho nhau thời gian nhiều hơn